Hôm nay thầy Linh sẽ chia sẻ cho mọi người huyệt khích của kinh tâm bào, đó là huyệt khích môn. Nếu muốn xác định được huyệt khích của kinh tâm bào thì chúng ta xác định huyệt đại năng và huyệt khúc trạch, thì chúng ta chia đôi ra, chia đôi là 6 thốn số 1, thì chúng ta từ đại năng đo lên 5 thốn nếu bạn vuốt, hoặc chúng ta áng như này và từ đây là 3 thốn nó vuốt này rơi đúng vào điểm điểm nõn luôn. Các bạn chia rồi xuống đúng vào điểm nó. Đây là việc khích môn.